Mình làm với cái số lượng hũ thì mình làm 3 muỗng đường này nha mọi người. Mọi người làm dư đi chứ mất công nó không đủ cái làm lại cực. Mở gùm. Nó đồ ăn chứ không biết bắt bế. Để nước sắp sắp là được rồi. Ít thôi. Cho nó tự tan nha. Ê, chọn cái ngón tay vô được không? Được, chín ngón tay. Còn ngoài ra là cái muỗng. Mọi người, mời mọi người ăn món ăn ngày hôm nay với mình, đó là món cá rô đồng chiên giòn à, và đây là cá rô kho tiêu, cá rô đồng kho tiêu đây. Hiện tại thì mình đang phải áp dụng là chỉ thị là không còn là 16 nữa mà lên 16 Plus rồi. Đó, lên là 16 Plus, 16 Pro Max luôn rồi. Nè, là không được đi ra đâu, không đi ra đường, không có ai bán gì hết đó. Mà mình được cái là mình chữ đồ mọi người, cho nên là mình có cá rô đồng, mình kho tiêu mình ăn cũng hên. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là liên quan đến cá rô đồng, đó là món bánh lăng. Đó là món bánh lăng. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người công thức để làm món bánh lăng không có bị tanh, không có bị rỗ, rất là béo, rất là chất lượng. Và đặc biệt là mọi người sẽ làm rất là thành công. Và canh bánh chín như thế nào một cách chuẩn xác nhất đến từ siêu đầu bếp Thanh Lan Trang. Đây, quay cái mặt siêu đầu bếp. Ghép cái mặt vô. Hello. Và đây là siêu đầu bếp của chúng ta. Còn đây là đại gia chân đất của chúng ta. Và đây là Cua Watch Channel của chúng ta. Xin Watch Channel đang làm gì đó? Hả? Uống sữa hả? Hello. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Đây là gia đình em và đã bị phong tỏa tại nhà. Và bạn Thanh Lan Trang ngày hôm nay đến với chương trình Bếp Ăn Mùa Dịch của chúng ta sẽ chỉ cho chúng ta công thức làm bánh lăng. Bạn Thanh Lan Trang trước khi khởi nghiệp làm trợ lý em thì bạn đã bán từng cái bánh lăng với giá là bao nhiêu? 5 ngàn. Nhưng mà thật sự bạn bán rất là có tâm. Bạn chỉ muốn ra đường thôi chứ bạn không có cần lời. Mà bán bánh lăng mà kiểu mưu sinh như mày á là không có lời. Lỗ sặc máu. Nó cho nên là sau này mà bạn Thanh Lan Trang có thất nghiệp mà bán lại trở nghề bánh lăng thì mọi người hãy ủng hộ. Hoặc là ví dụ như là em đuổi. Em không cho làm nữa, em từ giờ em gì gọi là gì? Cắt đứt mối quan hệ. Ừ vậy nè. Đó là nó sẽ bán lại cái nghề bánh lăng này thì mọi người nhớ là ủng hộ nó. Và đây là công thức thật sự là đã rất là thành công nha mọi người. Ăn rất là ngon luôn cho nên mọi người chú ý. Ngày hôm nay em sẽ chỉ rất là nghiêm túc. Ok, đập hết luôn ha. Đập đi trời, hướng dẫn ta làm. Đập đi, ta chỉ đứng bên phiên dịch thôi. Bữa nay là chùm cuối sẽ xuất hiện. Với cái này làm bao nhiêu trứng? Trứng bự đó thì 10, trứng nhỏ thì 11. Trứng bự thì 10, trứng nhỏ thì 11 phải không? Bỏ đây ha. Ủa đông đường chưa? Đi đông đường đi. Hồi nãy người ta định đông, có khi người ta xuất hiện. Đi đi, đông đường đi. Thôi bác không có biết đập đâu. Không, con biết đập mà. Tôi biết đâu. Rồi đập đi. À, trời ơi. Đập cái cháu cô mẹ. Thôi được rồi, tanh lắm. Nè, bác mở ra đi. Mở ra. Rồi, 8. Rồi, hay quá, xong. Trứng nhỏ là 11 cái nha, trứng bự là 10 cái. Trứng nhỏ là 11 cái, trứng bự là 10 cái. Là mình phải khuấy. Các bạn phải khuấy chứ các bạn không được đánh giống như đánh trứng nha các bạn. Tại vì khi các bạn khuấy á, thì nó sẽ cũng là tan đều. Còn nếu mà các bạn đánh lên bò là nó sẽ bị rỗ, đúng không? Nó sẽ bị rỗ và đặc biệt là cái bánh nó không có được mịn. Mình cứ khuấy đều như thế này, không được đánh. Nhớ là không được đánh như đánh trứng nha mấy các bạn. Lên bọt là nó sẽ bị rỗ. 11 trứng gà này sẽ tương đương là 220g đường. Rồi. Mình cũng tiếp tục thực hiện cái thao tác là khuấy 11 cái trứng 220g đường thì tương ứng với là cả một lon sữa đặc này luôn. Nó sẽ rất là béo và rất là ngon. Hồi nãy là con bé nhà mình nó đi đông sữa tươi nhưng mà đừng con
Nhưng mà đối với mình thì các bạn sẽ đông với lượng nước là sữa tươi không đường là một lon này, và thêm một lon nước ấm nữa. Thì bây giờ mình sẽ đông như thế này, mình không cần đông theo cái ly đông đâu, mình chỉ đổ thôi. Đó, các bạn đổ sao cho nó đầy một cái lon sữa bò này là được. Sữa tươi không đường đó, các bạn đổ đầy một lon sữa bò này là được. Đó, như thế này là nó rất là dễ đông, cũng không cần phải bao nhiêu ml đâu. Đó, mình bỏ vô. Rồi, đó, sau khi mình khuấy đều thì đây, mình sẽ chế là nước ấm. Mình sẽ chế nước ấm, mà cái này nó bắt hơi sâu rồi thì mình đợi hồi cho nó ấm. Đó, mình cũng chế nước ấm là đầy cái lon sữa bò này luôn. Một lon sữa không đường và một lon nước ấm. Rồi, ok. Các bạn hiểu không ạ? Không hiểu để lại dưới comment đi, tôi trả lời cho. Đó, đừng cho để lên bọt là được, chứ đừng có đánh lên vậy thì nó sẽ rất là dễ lên bọt. Như vậy cái mặt bánh của mình nó sẽ rất là mịn. Mình đổ từ từ thôi nha các bạn. Mình đổ từ từ thôi. À, mình vừa đổ vừa khuấy như thế này là sẽ giúp cho bánh nó không có bị tanh. Nhiều bạn hấp bánh lăng bị tanh là tại vì các bạn đổ nước nguội á. Còn bạn đổ nước ấm như thế này bánh nó sẽ không có bị tanh, tại vì trứng nó cũng vừa chín tới khi hấp luôn. Đổ từ từ chứ không phải là đổ một lượt nha các bạn. Đổ từ từ, tại vì các bạn đổ một lượt thì bánh trứng nó chín luôn. Đó, cái đó là sẽ bị hư bánh nha. Mình đổ từ từ thôi. Đó. Rồi. Đây. Đó, mình đổ từ từ như thế này thì trứng nó sẽ vừa chín tới chứ nó không bị chín luôn, chín hẳn á. Nó sẽ rất là ngon. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ lượt bánh. Đây nè, cái thao khi mình làm bánh á là nó đã ấm luôn rồi nha. Mình sẽ lượt, mình lượt một lần nữa để cho đừng có dính mấy cái lợn cợn của trứng á, để cho bánh nó đẹp hơn nha. Đó, mình sẽ lượt qua một lần. Từ thôi. Nhiều bạn ở nhà cũng rất là thèm bánh lăng thì các bạn có thể làm theo công thức của mình. Và thêm cái nữa là các bạn có thể kết hợp với lại trà xanh, sô-cô-la, cà phê sữa gì đó, tùy thích theo hương vị của các bạn, và bảo đảm là ăn nó sẽ rất là béo và rất là ngon luôn nha. Rồi, đặc biệt là cái bước mà chuẩn bị rất là nhiều người làm sai, đó là làm caramel. Thì đây sẽ chỉ cho tất cả các bạn làm caramel rất chuẩn. Đã bị hư 1001 lần và lần này cũng đã chuẩn. Đã bị hư 1001 lần khi mà làm nước đường. Cái nước đường này không phải dễ làm đâu nha mọi người. Đây, mình để nó qua một bên. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm caramel. À, bây giờ đeo mic vô hướng dẫn mọi người kỹ từng bước để mọi người biết làm. Có nhiều bạn làm hoài nó hay bị đông, đúng không? Chỉ bị gì, nó hay bị gì tình trạng hay lại đường, nhất là lại đường. Nói chung đông á là mình đem lên bếp nó chỉ cần, tại vì đông là tại nó nguội. Còn như mà khi mà nó nóng là nó sẽ lỏng ra. Nhưng mà cái phần lại đường là ai cũng bị sai chưa? Mày đã sai bao nhiêu lần phần lại? 1001 lần. Đó, bữa nay sẽ chỉ cho các bạn không bị lại đường khi làm caramel nha. Ok. Mình làm với cái số lượng hũ thì mình làm 3 muỗng đường này nha mọi người. Mọi người làm dư đi chứ mất công nó không đủ cái làm lại cực. Mở gùm. Nó rồi ăn chứ không biết bắt bế. Để nước sắp sắp là được rồi. Ít thôi. Cho nó tự tan nha. Không được chọt cái đường, cái gì vô. Dù cho là chọt cái ngón tay cũng không được. Ê, chọt cái ngón tay vô được không? Được, chín ngón tay. Ừ. Còn ngoài ra là cái muỗng, cái đũa gì cũng không được chọt vô nha mọi người. Nó sẽ bị cứ để như vậy nè, cho nó sôi. Nó tan ra hết luôn, khi nào nó chuyển qua màu vàng cánh gián rồi mới lấy cái muỗng quậy lên. Rồi nha mọi người. Khi mà nó đã chuyển màu như vậy nè. Đó, rồi mình lấy muỗng mình quậy lên cho nó đều. Cái này đừng có bị khét một chỗ thôi. Khi đã chuyển màu là mình làm vậy. Rồi cho nó thêm màu một xíu nữa, nó đậm hơn, rồi mình mới đổ một miếng nước vô để tránh cái tình trạng mà mình đổ vô cái hũ á nó nóng quá thì nó sẽ bị quéo cái hũ của mình luôn á. Là mình tắt rồi mình mới đổ nước đó. Mình gần tắt rồi mình đổ nước xong rồi mình tắt đó, cho nó loãng ra một xíu mà cái màu của mình lại đẹp hơn nữa. Nhưng mà cái này không có bị đắng đâu mọi người, yên tâm. Đó, khi mà nó chuyển đen vậy đó mình đổ nước vô nha mọi người. Tắt liền nha mọi người. Đó, là lúc này là nó sẽ tránh bị tình trạng gì.
nó không có bị khét mà nó cũng không có bị lại đường và nó không bị đắng đâu. Ok. Nhưng mà một xíu ga bánh mà mình rất là đẹp nha. Đó. Xong. Đây là công thức thắng caramel trong truyền thuyết. Rất ngon, rất đẹp. Nhưng mà mọi người mà làm lợt quá một xíu ra cái bánh mình lợt nhớt rồi, nhìn không có cái lớp nào ở dưới á, nhìn nó không có hấp dẫn. Nè, cái hũ của mình không hề bị quéo luôn nha. Còn nhầm bạn là vừa đổ cái nước này vô là cái hũ nó bị lũn ra chảy nước luôn á. À, là nó nóng quá. Nó nóng quá, cái này nước đường này rất là nóng, mọi người kỹ một xíu nha. Nó mà dính tay là phỏng. Mới chế nước vô để nó đừng có bị... Nó bị loãng ra một xíu. Đừng có bị nóng quá. Đổ 8 phần hũ. Rồi đổ đầy đi. Gia đình ăn. Gia đình ăn là đổ đầy. Chứ em bán là em cắt cổ. Em bán là em đổ cái hũ kia kìa. Cái này đổ vô luôn không? Cần nó lắc nó ra không? Khỏi, nó không mang đều ra. Đó, bánh của mình. Và còn rất là nhiều chú ý khi hấp nữa đúng không? Đúng rồi, hấp mới quan trọng nha. Nó có bị gỗ hay không là quan trọng là cái lúc mà mình canh lửa. Nói chung thì cái gì nó cũng cực. Mình chịu làm là nó sẽ khác. Ừ. Đúng rồi. Cái này mình sẽ chia ra làm hai lần hấp. Tại vì cái này của mình nhỏ quá. Mọi người hấp thì nhớ là hấp lửa nhỏ nhất cho mình nha. Khi mà nước sôi rồi mọi người bỏ cái bánh này vô, hấp lửa nhỏ nhất. Chịu khó đứng canh nha mọi người. Nói chung ra cái này nó chỉ cần chín quá một chút là nó sẽ bị gỗ. Nó rất là dễ gỗ. Rồi mình bỏ này vô. Nói chung ra mọi người đứng canh á tầm 20 tới 30 phút à. Cứ 5 phút mình dở ra mình lau mồ hôi một lần. Và lửa của mình là lửa rất là nhỏ nhất luôn á. Lửa nhỏ nhất luôn. Và bánh của mình nào mình lau mồ hôi lau cái nắp á, để cho nó tránh bị nhiễu nước xuống cái nắp. Cái bánh của mình nó không có ngon. Thì nè, nó đang chín. Mọi người muốn biết mà nó chín hay chưa thì mọi người lấy cái tâm á, mọi người đâm vô cái bánh. Nếu mà cái tâm nó dính bánh thì là nó sống. Còn như mà nó không dính là chín rồi. Bánh chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra mình hấp cái số còn lại hồi nãy. Để... hơi nóng. Chỉ cần ghim cây tăm vô, nếu mà nó không có bị sao là nó chín rồi đó. Nó không có dính là nó chín. Nè, hồi nãy là mình không cần phải chén nó ra nhưng mà nó vẫn đều. Nó vẫn đều cái mặt. Cái đít chứ lộ. Bây giờ mình bỏ cái này vô mình hấp tiếp. Đây là thành phẩm của chị em nhà mình nha mọi người. Đó, bánh rất là đẹp luôn. Đó, rất là béo luôn nha mọi người. Đây. Đó. Để ăn thử. Không còn gì để nói, xuất sắc. Không tanh. À, caramel thì không bị lại đường ha. Và đặc biệt là vô cùng chất lượng và xịn sò. Làm ở nhà ăn rất là ngon ha. Mọi người nhớ nha. Chỉ cần lưu ý thứ nhất là không được đánh, chỉ khuấy. Thứ hai là phải sử dụng nước ấm để đông sữa. Và nước ấm là đổ từ từ, một người đổ, một người quậy. Đó, để tránh bị tanh khi mà mình hấp bánh. Và cái lưu ý là khi hấp bánh phải canh, giống như những gì mà video mình đã chia sẻ. Những cái lưu ý này sẽ giúp mọi người thành công vào món bánh lanh. Nếu như mà ai đã thành công rồi cho Như xin một cái comment nha mọi người. Rồi, cho Như xin một nút like, một nút subscribe nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình Nguyễn Huỳnh Như. Bye bye. Trời ơi, có ai thấy được cái cảnh này của tôi không? Trời, trời ơi. Con có nhận chứng nhận nha. Cái gì? Mà quái. Con nhận chứng nhận. Chứng nhận gì? Cái con làm gì con quậy gì bánh chơi rồi. Con chơi giống trong TV xì lam á. Mấy cái con xì lam á. Mấy cái con. Chơi thích không? Thích. Lấy cái hũ nữa ra cho nó chơi. Trời ơi. Mấy cái hũ đó thì đủ mình chơi rồi. Lấy thêm một hũ nữa cho con chơi nha. Rồi lắm.
dơ lắm rồi, cái tay dưới đó là hồi bị cùi luôn. Chịu không? Đi 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 rửa tay chịu không? Không chịu đâu, để chưa mặt ra. Tao chụp chưa mặt tôi. Về quá hết rồi. Nghỉ đi. Dơ quá. Dơ nè, thấy không? Cô bắt cái tội dơ. Bác con cho cha mẹ coi. Đâu? Chị ơi, mẹ đang quay YouTube cho Boss một hồi nữa là người bạn người ta chê đó. Đây là con sâu rồi. Thôi gớm mà bắt đầu mẹ nhìn mẹ gớm quá.